Tất nhiên thì đã lấy cháu bắt rồi. Ôi da, trời ơi đau quá, trời quá đất luôn. Ôi, mình cũng còn có ai gì cái cây thánh xé cái đầu à các bạn ơi. Bây giờ mình làm liều không các bạn? Viên thứ hai này mình sẽ tự bắn vô mình. 3, 2, 1 thử bắn nha. Đã tìm được chưa vậy ngài Slam ơi? Chờ một chút, tôi đang cố gắng tìm cho cô đây. Đừng để cố cậu bé đó. Thôi ngài nhanh lên, ngài nhanh lên. Không là hắn hại Huy nấp mất ai. Xin chào các bạn, mình là Mèo nè. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Điệp Viên Nhí Mèo Series nha mọi người ơi. Và bây giờ thì mình đang ở tại căn cứ ngầm ngay trên nhà mình nè. Mình đã về tới nơi và cùng với ngài Slam nữa. Nhưng như các bạn đã coi ở tập trước thì đều đã biết là Núp đã bị bắt cóc. Trời ơi, mình không ngờ người đeo mặt nạ chính là Huy Núp luôn đó. Ngài Slam mà không nói là mình không biết luôn. Cậu bé đó rất là mạnh đó. Cậu ta là một trong những bộ tộc phù thủy rất là lớn. Phù thủy sao? Hèn gì mấy lần trước á, lúc mà là mặt nạ đó, Huy Núp đã giúp mình bằng việc sử dụng phép thuật rất là mạnh luôn. Trời ơi, mình không nhận ra đó là Huy Núp, bởi vì mỗi lần mà đeo mặt nạ vô giọng cô ta đúng khác luôn. Và có vẻ như Huy Núp cũng giống như mình là muốn giấu thân phận đó, cho nên là mình không có nhận ra. Trời ơi, bây giờ Huy Núp bị con mũ sơ bị anh Daisy Lady đã bắt đi rồi. Mụ ta tính làm gì vậy nhỉ? Ta nghĩ là mụ ta muốn kiếm lấy sức mạnh của cậu bé đó. Giống như là khi bắt ta, mụ ta muốn có được sức mạnh của Ram ta vậy. Vậy thì có nghĩa là con mụ Serbian Dancing Lady đó muốn lấy sức mạnh của người mạnh nhất. Và hay khi mà hắn thấy Huy Núp rồi á, thì hắn muốn lấy sức mạnh của Huy Núp hơn là của ngài Slam đó. Trời ơi, bởi vậy cho nên là bây giờ mình thức trắng đêm để chạy về đây cho ngài Slam á, dò tín hiệu để kiếm ra đường cho bằng được Huy Núp đi nè. Tìm được chưa ngài Slam? Ở đâu vậy, ở đâu vậy? Đưa tôi đến đó liền đi. Hiện tại cô ta đang ở trong một nhà tù của bọn côn đồ. Bọn chúng rất là nguy hiểm đó Mèo à. Cô có chắc là cô sẽ đi cứu bọn ta ở đó chứ? Chắc chưa, phải làm mọi cách để cứu Huy Núp ra. Bởi vì từ trước bây giờ khi mà ở làm ở dạng mặt nạ hay là ở dạng Huy Núp thì Huy Núp đều cố gắng giúp tôi hết á. Các bạn có thể coi những cái đoạn này nè. Đó là những mảnh ký ức về những cái lần làm nhiệm vụ của tôi, lúc nào cũng có xuất hiện Huy Núp hết á. Trời, Huy Núp cứu tôi nhiều lắm cho nên là tôi cũng muốn cứu Huy Núp lần này nữa. Ngài cho tôi định vị, mau lên đi. Tôi sẽ đi cứu Huy Núp. Tôi biết là cô rất quý bạn của cô, nhưng bây giờ cô phải bình tĩnh đã. Cô phải chuẩn bị hết đồ nghề rồi các thứ nha. Tại vì bây giờ cô sẽ sắp tới một nơi mà rất là nhiều tội phạm cũng như là yêu quái đó. Tôi hiểu rồi. Để tôi chuẩn bị nè. Trở thành điệp viên nào. Hi cha. Yeah. Tôi đã mặc đồ điệp viên vô rồi. Thì bây giờ bắt đầu đi lấy vũ khí thôi. Ngài Slam, ngài hãy đưa cho tôi tất cả những vũ khí mạnh nhất. Tôi sẽ mang theo bên mình và đi cứu Huy Núp nè. Đúng rồi, bây giờ để tôi làm hết tất cả những vũ khí mạnh nhất mà tôi có được cho cô nha. Đúng rồi đó, cô hãy kiểm tra đi nào. Quay, trời ơi, ok ơi. Cảm ơn ngài Slam nha, tôi đã nhận được rất là nhiều vũ khí luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, ngài Slam đưa cho tôi toàn mấy cái vũ khí hạng nặng cơ mà. Bình thường là ở trường là tôi không có dám xài mấy cái vũ khí gì đâu, tại vì nó sẽ có sức công phá rất là lớn đó. Ui, nhưng mà có cái túi gì đây ngài Slam? Đó là túi đựng những cái con linh vật, những cái con yêu quái mà mình đã thu phục được á. Những con nào chúng mà ra đã dùng cũng được á, thì tôi bỏ vào đó hết để có gì nó còn hỗ trợ cô. Wow, trời ơi, cái này tuyệt đó. Ok, cảm ơn ngài Slam rất là nhiều. Bây giờ xin ngài hãy làm một điều cuối, đó là đưa tôi đến chỗ mà Huy Núp đang ở đó đi. Được rồi, cô hãy chịu khó một chút nha, bởi vì nó sẽ hơi khó chịu đó. Được rồi, ngài cứ làm đi. Uầy. Nhớ giữ mạng đó nha, mèo ơi. Ây da, trời ơi. Ui, mình đã được chuyển qua chỗ khác rồi nè. Đúng là ngài Slam lẹ thiệt chứ. Thôi cũng hơi khó chịu đó, xây mắt chóng mặt quá đi. Nhưng mà ở đây là ở đâu đây? Có vẻ như đây là một cái nhà vệ sinh. Ui, nhà vệ sinh nam hả? Không được rồi, phải đi ra khỏi đây thôi. Nhìn nó cũ kỹ quá ta. Cái chỗ này nhìn nó kỳ kỳ. Để mình từ từ mình cất hết đó vũ khí vô trong á. Để mất công á đi ra ngoài ai người ta sợ sao? Bây giờ mình sẽ đi đâu đây ta?
tôi có camera. Vậy lấy cái đốt đốt camera mới được. Ôi, đây là đâu vậy? Cái nhà vệ sinh nó lại thông ra một cái hồ nước. Tao lại giống như cái nhà tù vậy trời. Hay, biết đi kiếm Huy Núp ở đâu đây, mình quên mất tiêu lẹ hả? Hỏi ngày xì lam là chính xác rồi, chỗ Huy Núp ở đâu? Trời ơi, sao mà nó dẫn mình qua một cái nhà giam khác vậy? Không được là mình phải phá cửa, phá cổng thôi. Phá cái này nè, phá là hả, không có gây tiếng động lớn luôn. Xịn đó mọi người. Đây là vũ khí hơi bị xịn luôn á. Đố mọi người, cái vũ khí này là mình đã từng xài trong cái tập nào của series Điệp Viên Nhí á. Mọi người để lại bình luận nha. Còn bây giờ thì mình đi kiếm Huy Núp tiếp đây. Trời ơi, ở đây nó to quá vậy. Sao mình thấy cảm giác ra đây có vẻ giống như là một cái nhà tù á mọi người. Bây giờ không biết đi đâu nữa. Cứ đi thôi. Nhưng mà nhà tù này sao có vẻ vắng vẻ quá vậy trời. Hình như có người đằng trước. Ui, có người đằng kia. Ê khoan đã. Bên này là mấy cái người nhìn nó vô côn. Nhưng mà ở đằng kia đó là bà Sơn và anh Silly mà mình đang tìm mà. Trời ơi, ngày xưa mới đưa mình tới đúng chỗ rồi. Giờ hả, chị đi theo đó. Ê, bà đã đi đâu vậy? Bà đã đi vô trong đó rồi. Mình phải vào trong đó mới được. Chắc chắn là bà ta đang bắt giữ Huy Núp mà. Đi rồi. Nhưng mà mình thấy là mấy cái tên này có vẻ giống như là tội phạm với lại những cái tên côn đồ không đó. Ở đây là nơi hả mà Serbian Dancing Lady tới thì chắc chắn là mấy người đó cũng không có tốt lành gì đâu. Thôi, mình sẽ lẻn qua bên kia mới được. Chạy qua bên này. Đó, mấy người đó kìa, trời ơi đông quá. Hình như có tới 6-7 tên gì đó đó. Mình bây giờ hả đang cần vào bên trong kia cho nên là không được để bọn chúng phát hiện ra. Các bạn ơi, các bạn nói nhỏ nhỏ thôi nha. Để ý mình nè, coi giùm coi là xung quanh mình có ai không rồi báo mình biết nha, bằng cách là để lại bình luận đó. Trời ơi, coi kìa mọi người ơi, toàn là mấy cái tơ là nhìn rất là bậm trợn không à. Trời ơi, bây giờ sao mình đi qua bên đó đây? Coi trong túi mình có cái gì ta. Có bom nè. Có bom khói, được lắm. Mình sẽ dùng smoke bomb, bom khói này để đánh lừa tụi nó. Bây giờ thì chuẩn bị chưa? Rồi tới tôi rồi, chạy thôi. Ném vô. Ui cái gì vậy? Đứa nào dội bom lên vậy? Bỏ cái gì ở đây rồi? Có đứa nào đột nhập rồi tụi bay ơi? Ui chạy vô đây, lẹ lên chạy vô đây trong khi khói rồi mà mấy người đó không biết. Đóng lại. Thoát rồi. Ủa sao tới thui vậy nè? Sao hình như nó tắt đèn rồi hả? Cái gì vậy? Ai đây? Địa bàn của ổng. Ủa vậy là ổng là chủ chỗ này hả? Nhưng mà nhìn mà ổng thì ghê quá các bạn ơi. Nhìn kìa, cái hàm răng sắc nhọn, cái đầu thì nhìn rất là đáng sợ á. Các bạn ai biết cái ông này không? Có thấy quen không chứ mình lần đầu gặp luôn á. Bây giờ ở trong này không có sống, không có liên lạc được với ngài Silam. Không biết cái tên này là ai nữa. Nhưng mà chắc chắn là người rất là nguy hiểm. Bởi vì ngài Silam ở đó đây là nơi toàn những người đều nguy hiểm không à. Mà cái ông này còn là chú nữa. Mình có nên lại nói chuyện với ông không ta? Ổng kêu mình lại luôn kìa. Rồi bây giờ cửa cũng đóng rồi, ở ngoài kia còn một đám lính luôn. Một đám mà hả nhìn côn đồ. Thôi đấu một người còn hơn nhiều người vậy. Cứ lại đi coi ổng muốn gì ở mình. Sao mày lại đến đây? Tôi hả? Tôi đi tìm người đó. Tôi thấy người đó bước vô trong này nên là tôi tới tìm. Ông có thấy người đó không? Rất nhiều người bước vào trong đây và có người đi ra được, có người không đi ra được. Mày muốn tìm ai? Tôi tìm người đàn bà nhảy múa tên là Serbian Dancing Lady. Ông có biết bà đó là ai không? Người đàn bà Serbian nào? Sao mày lại tìm bà ta? Bà ta đang giữ. Mình không có được nói cái chuyện là mình đi cứu Huy Núp từ trong tay bà ta. Biết đâu á cái ông này á đồng minh của bà thì sao. Mình không có được nói ra, mình phải nói cái gì đó lấp lửng mới được. Tôi tìm bà ta để đi nhảy á. Cái lý do á nó ngố quá. Nhưng mà đúng rồi, tôi tìm bà ta để đi nhảy á. Tôi đang rất cần gặp bà ta. Mày đang lừa ta hả? Thôi thôi thôi,
nhóc như mày mà. Sao mà lừa được ta được? Nhưng mà nếu mày muốn tìm ta ra, đúng rồi đó, ta đã gặp bà ta. Ôi, ông đã gặp bà ta hả? Vậy bà ta ở đâu vậy? Chỉ cho tôi đi chỗ đó liền. Tôi không có ở đây lâu được đâu. Nhưng ta có điều kiện, nếu muốn biết con hả đó ở đâu, chơi với ta một ván chơi nào. À, chơi cái gì nữa? Đang làm công chuyện mà không có rảnh chơi. Nếu mày không chơi với tao thì được thôi, tao mở cửa cho mấy thằng đàn em tao vô để xử mày luôn. Trời, cái ông này sao mà kỳ vậy? Tự nhiên rủ chơi và chơi rồi không chơi thì kêu mấy người kia vô đánh. À, mình á là điệp viên, mình cũng biết võ công, mình còn có vũ khí nữa, mình thì không có sợ lắm. Nhưng mà ha, mình phải tìm ra Huy Núp trước cái đã. Bây giờ lỡ đánh nhau xong rồi không tìm ra được Huy Núp thì sao? Các bạn nghĩ sao vậy các bạn? Thì mình nghĩ là hả, mình sẽ chơi đó. Cho nên là bạn nào á muốn mình tham gia trò chơi với cái ông này á thì các bạn hãy like cho mình nha. Còn bạn nào á hả thấy là mình nên đi về nhà thì các bạn để lại bình luận cho mình á. Ờ, để mình coi coi. Ơi, các bạn like nhiều quá. Thôi mình chơi với ông luôn. Ơi được rồi, tôi sẽ chơi với ông. Rồi chơi sao, chỉ gì? Ủa, có cái bàn cờ ở đây luôn hả? Đây là trò chơi máy rủi cho nên rất đơn giản. Mày chỉ cần thắng tao 3 vòng là được. Ủa nhưng mà thắng sao? Mày hãy nhìn cái tivi bên này đi. Ui, cái tivi này nó hiện lên cái bảng này hồi nào vậy ta? Mỗi vòng mày sẽ có 3 cái dấu xét trên đầu đó, mày thấy chưa? Hả? Ôi trời ơi, cái này nó ở trên đầu mình hồi nào vậy? Hồi nãy đâu có đâu. Khi mày đã tham gia cuộc chơi thì tự động nó kích hoạt thôi. Rồi thì ta cũng có. Bây giờ mày chỉ cần xem tao với mày đứa nào chết trước trong mỗi vòng thôi. Ý ông là sao? Tôi vẫn chưa hiểu nha. Chỉ cần mỗi vòng mà mày hết 3 cái dấu xét trên đầu có nghĩa là mày chết trong đó. Hả? Nhưng mà sao tôi chết được? Thì bằng cái này nè, đi ra. Ui, cái gì vậy nè? Trời khói quá. Ủa? Trời ơi, nguyên một cây súng luôn. Cây này gọi là shotgun nè. Trời ơi, sao tự nhiên có súng đây vậy? Chơi game chứ gì? Hả? À, game liên quan tới súng mà. Trời ơi, cái game này là con nít không có được chơi đâu nha mấy bạn. Nhỏ ở nhà đừng có bắt chước nha. Bây giờ mày chỉ việc cầm nó lên và bắn ở đây. Sẽ có 1 viên đạn thật, 2 viên đạn là viên đạn chót. Thì hai, nếu mà mày may mắn trúng 2 viên đạn đó thì là hả, mày sẽ có thể không chết. Còn ai dính viên đạn đó, người đó sẽ chết. Rồi chết rồi sao? Chơi tiếp ông ơi, tới cái ba cái dấu xé lượng mà. Đó mới là đặc biệt của trò chơi ta. Mình sẽ không chết thật cho tới khi người thua hết 3 vòng ở trên TV kia. Ngay cả người chỉ thắng 1 vòng mà ta thắng người 2 vòng thì ta cũng là người thắng chung cuộc và người sẽ chết. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá, tính mạng rồi. Chơi gì vui chơi chứ cái gì mà liên quan đến mạng không chơi đâu. Vậy thì người có muốn gặp con mũ Serbian không? Nếu người thắng, ta sẽ cho người thông tin con mũ đó. Ok, vậy thôi được rồi. Mình phải chơi thôi mọi người ơi. Nếu không chơi làm sao biết con mũ Serbian nó ở đâu? Có tìm cái năm trời cũng mới không thấy nữa. Rồi lúc đó Huy Núp sẽ gặp nguy hiểm mất. Mình sẽ phải liều thôi. Tôi chơi, tôi tin vào sự may mắn của mình. Được rồi, vậy thì vòng 1 bắt đầu. Ui, vòng 1 bắt đầu rồi kìa. Wow, ôi trời ơi, nó chọn mình rồi. Ui, vậy là mình đi đầu tiên hả? Rồi bây giờ tôi phải làm gì? Giờ ngươi sẽ có 2 lựa chọn. Một là bắn ta, hai là tự bắn chính mình. Tự bắn chính mình sao? Đúng, nếu ngươi bắn ta, đó là viên đạn xanh, thì ta sẽ có lợi. Còn ngươi nếu bắn viên đạn đỏ vô ta thì ta sẽ mất đi 1 dấu xét trên đầu, đồng nghĩa với mất đi 1 máu đó. Còn ngươi cũng như vậy, nếu ngươi tự bắn mình mà trúng đạn đỏ thì ngươi sẽ bị mất 1 máu, còn đạn xanh thì sống. Trời ơi, quá trời là thông tin luôn. Nhưng mà mình hiểu rồi đó, có 4 viên đỏ và 2 viên xanh, vậy là tỷ lệ thì mình chỉ có 2 viên ăn thôi. Cái tỷ lệ này quá là nguy hiểm đi. Vậy thì cái vòng đầu tiên mình sẽ chọn bắn hắn ta. Tôi sẽ bắn không? Ý cha! Wow, trời ơi! Trời ơi, mình bắn đại luôn mà nó ra đạn nè. Có nghĩa là ui, ông mất cái viên xét trên đầu rồi kìa. Ông đã thua rồi. Mày có vẻ là may mắn đó. Bây giờ thì tới lượt tao. Ui ơi, trời ơi, coi kìa mọi người, cái cây súng nó tự văng qua phía ổng luôn rồi. Bây giờ ông cầm súng. Trời ơi, mình sẽ ra sao đây? Ông sẽ chọn bắn ổng hay là bắn mình đi? Trời
trời ơi, các bạn có đoán được không? Để lại bình luận cho mình biết đi nè. Còn mình thì mình không đoán được luôn rồi. Cái mặt của ổng nó ghê quá, không có đoán được gì hết. Ui da, trời ơi, đau quá, trời quá đất luôn mọi người. Mặc dù là không có chết liền nhưng mà đau quá đi. Thôi cái súng nó về tay mình rồi, vậy là đến lượt của mình. Ôi, mình cũng còn có ai gì cái thanh sáng trên đầu à các bạn ơi. Mình bắt đầu thấy lo lo rồi nha. Mày cứ một mình mày may mắn thôi hắn nhóc. Tao ngồi ở đây đã thắng biết bao nhiêu người rồi. Trời đất ơi trời. Tức quá. Thôi được rồi, bây giờ hả, vòng thứ hai. Để xem. 6 viên đạn mà chỉ có 2 viên xanh. Bây giờ mình làm liều không các bạn? Viên thứ hai này mình sẽ tự bắn vô mình. Mình nghĩ là đã bắn 2 viên rồi thì cái xác suất cái viên xanh nó sẽ ở lần này rất là nhiều. Còn nếu không thì coi như xui rồi. Cậu may là mình có thể gặp may mắn đi nào. Thôi được rồi, ván thứ hai này tôi sẽ tự bắn mình. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chỉ súng vào mình nè. Và mình sẽ tự bắn mình đây. Đây là một cái hành động không hề tốt chút nào. Cho nên là bạn nào mà hả còn ở nhà coi, đừng có bắt chước giờ. Mình phải làm nè, đừng đi. 3, 2, 1, thử bắn nha. Ây da. Ôi yeah, trời ơi. Mình đã trúng cái đạn dởm rồi. Sao mày lại may mắn quá vậy? Cái súng nó về tay ổng rồi. Nhìn cái súng chỉ mặt mình kìa, đáng sợ quá đi. Không biết là bây giờ là ổng sẽ chọn cái gì ta. Ổng sẽ chọn bắn mình hay bắn ổng đây. Mày may mắn gì? Tao cũng may mắn thôi. Tao không biết, tao không may mắn bằng mày. Thì tao cũng sẽ chọn tao bắn mình đây. Chắc chắn đáng giỡn. Ổng cũng tự bắn cho mình kìa. Bạn nghĩ là ổng có hên không? Thì mong là ổng không hên nha, mong ổng không hên nha. Để ổng trừ bớt một điểm đi nè, bắn thử coi. Ôi ơi, hết hồn hết vía à. Trời ơi, ê, vậy là ổng bị mất một mạng rồi mọi người ơi, coi kìa. Ôi đúng rồi, ha ha ha, ổng xui quá. Ổng lấy chúng cái viên đạn xịn xong rồi nó bắn vô đầu ổng. Ôi, đợi mất một máu nữa rồi. Ổng còn có một máu mà mình hơn, ổng một máu nè. Ui trời ơi, cái súng về lại với mình rồi. Bây giờ mình phải quyết định tiếp nè mọi người. Mặc dù mình đã dẫn trước ổng nhưng mà đây là ván quyết định. Nếu mình bắn đúng thì hả, mình sẽ qua vòng 2 luôn. Còn nếu mà bắn sai á thì có khi là mình phải chịu một cái rủi ro lớn là ổng sẽ thắng mình vòng tiếp theo đó. Để coi coi. Hồi nãy á là mình bắn 2 viên, 1 viên có, 1 viên không. Còn ổng bắn 2 viên có. Vậy là ở trên này đã chỉ còn 1 viên có và 1 viên không thôi hả? Ủa mình tính đúng không ta? Có bạn nào thấy mình tính sai không thì hãy tính lại dưới phần bình luận cho mình nha. Nhưng mình nghĩ là bây giờ mình nên bắn ổng. Nếu mà mình bắn ổng thì tỷ lệ cái việc mà hả trừ ra được cái viên an toàn còn lại nó cũng hay á. Ủa nếu như vậy á thì phải là 8 viên mới đủ được chơi 3 vòng chứ nhỉ. Nếu như là mình bắn sai mà ổng cũng bắn sai vòng này. Đúng rồi, 2 viên còn lại là 2 viên bí ẩn. Chừng nào chúng ta đến với 2 viên đó thì chúng ta vẫn phải chăm thảo đó. Bình thường ta không bao giờ hả luôn còn sau tới cái viên chăm thảo đó hết. Trời ơi, vậy là còn 2 viên mình không thể biết được đó là viên dở hay viên xịn mà không có hiểu ở trên này. Trời ơi, quá trời là ăn gian luôn á. Nhưng mà bây giờ mình phải lựa chọn vì vận may của mình thôi. Được rồi, bây giờ mình sẽ chọn bắn ổng. Bởi vì hả, dù sao mình cũng nghĩ là nên kết liễu ổng ngay đến này. Còn xui thì thôi. Các bạn cổ vũ cho mình đi nè. Mình bắn ổng đây. Hey, cha. Vòng 1 mình thắng. Bây giờ chúng ta sẽ tới với vòng 2 đó nè. Ai thắng thì không thua mày đâu. Mày đã thua rồi ấp con à. Ây da, trời ơi, cái cục máu mất tiêu rồi, mình thua rồi sao? Trời ơi, nó hiện ra chữ lose nè mọi người. Lose này là trong tiếng Anh có nghĩa là thua cuộc đó. Mình đã thua vòng 2 rồi. Ây, buồn quá đi. Trời ơi, cái vòng này mình đúng xui luôn mọi người. Mình đoán sai hết trơn luôn. Còn hắn á, hắn ta hả thì đúng hết.
được ăn mà hắn toàn bắn được đúng không à? Ê trời ơi, xui quá, bây giờ mình có nên chơi tiếp không trời? Ê, nhưng mà đâu có đường lui nữa đâu, vòng thứ ba tới mất tiêu luôn rồi. Ta đã nói mà, trò chơi ta đã thua, bây giờ thì tới vòng thứ ba nào. Ôi, vòng thứ ba đã tới rồi, hy vọng là vòng này mình có thể thắng được. À, các bạn ơi, các bạn hãy like video clip này giúp mình với. Nếu các bạn like nhiều, có khi hả là may mắn nó sẽ tới với mình đó. Cũng giống như lần đầu á, các bạn like cho mình là may mắn nó lên á. Thì các bạn đừng quên bấm like và like tiếp cho mình và để lại bình luận giúp mình đi. Các bạn làm hết luôn, đăng ký video clip cho mình luôn để mình có thể may mắn nè. Hy vọng vòng này mình thắng, chứ nếu không mình sẽ không cứu được Huy Núp, có khi là hả không cứu được bản thân luôn đó. Nhiều lời quá cũng nhóc này, mau 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 tới vòng cuối cùng rồi, ta sắp phải kết liễu bản thân đây rồi. Ui trời ơi, có cái gì hiện lên nè? Gip hả? Gip là cái gì vậy? À, vòng ba đây là vòng đặc biệt, cho nên là mày hãy xem đi. Mày sẽ xuất hiện từ cái hộp ở ngay chỗ mày đó. Ừ, là hộp này sao? Có cái gì trọng vậy? Ui ơi, wow 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 wow, ui có cái gì xuất hiện trên bàn vậy? Đó là do vòng cuối này sẽ chơi vui hơn bình thường, đó là chúng ta có thể sử dụng những cái thứ mà từ chiếc hộp nó bay ra đó, và những cái thứ đó sẽ giúp cho chúng ta có thể thắng hay thua đấy. Con dao này có thể một lần bắn ra cả hai viên đạn, có nghĩa là mất hai máu cùng một lúc. Cái cọng này thì có thể giúp đối phương mất một lúc chơi. Lon nước có thể giúp ta tăng máu, hộp thuốc cũng giúp ta tăng máu. Dùng kính lúp thì mày sẽ biết được dùng cây súng có gì. Hả? Vậy chỉ cần là dùng cái kính lúp này là mình có thể biết được là đó là đạn dởm hay là đạn xịn, xong rồi mình chọn bắn người ta hả? Hoặc là bắn mình á hả? Đúng vậy đó. Thấy xịn chưa? Trò chơi của ta lúc nào cũng funny, cũng vui vẻ hết. Funny cái con khỉ á trời ơi, liên quan đến mạng sống mà funny gì sợ không chết à. Nhưng mà hay đó, mình sẽ có thể dùng những cái này để lên được những cái quyết định á hả, bắn ổng hay không. Ừ, nhưng mà ủa, khoan đã, tại sao không có nhiều đồ hơn tôi vậy? Tôi có 4 món à, ông có thêm 6 món lần là sao? Là do ta thắng vòng 2 đó. Ồ, mày không biết sao. Xin lỗi nha, tao quên nói mà. Trời ơi, ông chơi ăn gian. Trời ơi, nếu mà ông nói trước là vòng 2 tôi sẽ chơi đàng hoàng hơn rồi. Mà vòng 2 mình nghĩ gì? Tại vì mình đâu có biết cái vụ này đâu. Cái ông này ông ăn gian quá. Các bạn ơi, like thêm video cho mình nào. Rồi share video này cho bạn bè bạn coi để giúp mình thắng cái ông này. Còn ông này ông ăn gian quá đi. Trời ơi mà, phải ăn gian một chút nữa mới thú vậy. Lượt chơi đầu tiên của vòng 3 này, tôi sẽ chọn tôi chọn cái này đi, không cho ông làm gì hết. Ui, nó vô tay mình rồi nè. Bây giờ thì cộng ông lại nào, quăng vô cái bùm. Wow, trời ơi, ông bị cộng tay rồi kìa. Vậy là mình sẽ có thể hả chơi được hai dáng liên tiếp luôn đó. Tại vì ông đâu có làm được gì ở dáng sau này đâu. Rồi, được rồi. Tiếp theo mình sẽ mình chơi luôn cái này luôn. Có con dao rồi nè mọi người ơi. Bây giờ thì hả dùng con dao này tăng sát thương cho cái súng này nè. Đó, mình đã có cái súng mới nè mọi người. Cái súng này cái nòng nó bự hơn, bắn sẽ đau hơn nè. Ê, từ từ. Để mình lấy cái kính lúp này luôn. Để mình coi, mình dùng cái kính lúp này mình coi coi là tiếp theo đạn của mình sẽ là viên nào nè. Chà, viên nào vậy? Người coi kìa, trời ơi, mình quá xịn. Rồi đi bây giờ còn một viên cuối thôi. Trời ơi, các bạn nghĩ coi là mình có bắn được thắng không? Hè. Trời ơi, đây là mình còn có một cái này thôi. Trời ơi, còn hắn có quá trời đồ luôn nè. Nếu mà cái cây súng này á, nó mà không ra đạn nữa thì chắc chắn là mình sẽ thua đó. Tại vì cái tới được hắn chơi sau cái này là cái còng nó cũng sẽ biến mất. Và hắn bắt đầu chơi á thì hắn sẽ dùng hết đống này luôn nè mọi người. Trời ơi, hắn sẽ có thể thắng mình chắc chắn luôn á. Cho nên là cây súng này phải quyết định được nha. Ta bắn mày nè, Tại
tại sao? Ta còn chưa được chơi mà ta đã thua rồi sao? Bắt đầu ăn gian là quá trời. Những cái thứ này để có thể giúp ta mạnh hơn, nhưng cuối cùng ta lại thua con nhỏ này sao? Bởi vì ông là người xấu ha. Ông trời sẽ không có hả phụ lòng người tốt đâu. Và tôi còn có một lực lượng fan hùng hậu đang coi video clip của tôi. Và những người xem video clip của tôi đều like cho tôi, khiến cho tôi may mắn lên như vậy đó. He he. Còn bây giờ thì nói mau đi, tôi đã thắng rồi. Đó, ông thấy chưa, thấy chưa? Người win là thắng cuộc. He he, tôi thắng rồi. Bây giờ ông hãy thực hiện lời hứa đi. Hãy cho tôi biết bà Serbian đó ở đâu. Ta là một người thả chơi game chuyên nghiệp như vậy mà lại thua tôi. Ta không chấp nhận chuyện này. Ông không chấp nhận kệ ông. Còn tôi thắng rồi, ông phải giữ lời hứa. Bà Serbian đó, bà đang ở đâu? Phụ ta đã qua thế giới khác rồi, người không tìm được phụ ta đâu. Cái gì chứ trời ơi, chơi với ông cả buổi trời vậy sao bây giờ ông nói là không tìm đường lại thế nào, là thế nào? Thì ta chỉ nói với người, ta sẽ nói cho người biết phụ ta ở đâu, chứ ta đâu có nói là ta biết phụ ta ở đâu đâu. Người không thể lớn được đâu. Đồ nói dối. Thì tôi sẽ tiêu diệt ông, tôi bắn ông chết luôn. Ý cha. Tại sao phải chết được? Em đau tin của tôi đây. Ta chỉ có một mình thôi, để có thể chết thôi. Còn ta thì không bao giờ. Đáng ghét quá, cái gì vậy? Chắc chắn là phụ ta hả ở đằng sau lưng ông rồi. Tôi sẽ chạy lên sau này. Phải bả chết đi. Phụ ta đã đi rất xa nơi này rồi. Không sao, lắm ta đã phải mày rồi đó. Khi nào lạnh nhớ quay lại đây chơi game tiếp nha. Đồ đi đồ khùng à. Bực mình quá đi. Đi phá cái chỗ này nè. Phá nè. Đồ đi đồ khùng à. Mày chơi với ông chứ, ông chơi một mình đi. Mình mới vô đây kiếm cái con mũ đó đâu. Mũ ta ở đâu vậy? Chết rồi, cái chỗ này là đường cùng sao? Mạnh giỏi nha nhóc. Cẩn thận, phải chân chết đó. Ông nói cái khỉ gì vậy? Chết là sao? Hả? Làm sao biết được ở trong đó có một thứ cửa mà quái khác chứ? Chúc mày tìm được rồi, giờ tên xin mày đi nha. Thôi bây giờ tụi bay đâu, kiếm cho tao. Chơi tiếp theo nào. Kết thúc tập này ở đây. Mèo vẫn không thể tìm được Phoenix và Serbian Dancing Lady. Chị thì hãy đợi tập sau để xem nhé. Bye bye mấy bạn.